Chào mừng các em đến với môn vật lý chính. Trước khi vào bài học hôm nay, cô và các em cùng nhau trả lời các câu hỏi sau đây. Câu 1, có mấy loại chùm sáng? Kể tên. Câu 2, hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Chắc hẳn các em còn nhớ những nội dung này đúng không nào? Câu 1, có 3 loại chùm sáng. Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Câu 2. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Trong các cuộc thám hiểm hoặc khi các bạn đi phượt, nếu lỡ như quên mang một dụng cụ vô cùng quan trọng đó là bật lửa, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cô xin giới thiệu cho các bạn một cách, đó là các bạn có thể sử dụng thấu kính hội tụ để tập trung năng lượng ánh sáng mặt trời giúp đốt cháy các vật. Vậy thấu kính hội tụ là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay. Bài 42, thấu kính hội tụ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua phần đầu tiên, một la mã đặc điểm của thấu kính hội tụ. Để tìm hiểu đặc điểm của thấu kính hội tụ, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Mục đích của thí nghiệm đó chính là tìm hiểu đặc điểm của chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính khi chiếu chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt thấu kính. Dụng cụ gồm có một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, một nguồn sáng phát ra chùm 3 tia sáng song song, hai hộp chứa khói để quan sát đường truyền của chùm sáng và một giá quang học. Tiến hành thí nghiệm đó là chúng ta sẽ chiếu chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt thấu kính hội tụ. Và đối tượng cần quan sát ở đây đó chính là chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính. Và nhiệm vụ cần hoàn thành ở đây đó chính là hoàn thành câu C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính hội tụ? Bố trí thí nghiệm như hình 42.2 trong sách giáo khoa. Và đây là thí nghiệm cô đã bố trí và chụp hình lại, các em dễ dàng quan sát hơn. Qua đây chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi C1. Đó chính là chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm. Và nếu cô bố trí thí nghiệm ngược trở lại, đưa nguồn sáng sang phía bên kia của thấu kính hội tụ thì tương tự ta cũng nhận được chùm tia khúc xạ hội tụ tại một điểm. Vậy qua đây ta có nhận xét chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hội tụ tại một điểm. Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. Và tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. Vậy các em hãy xác định tia tới và tia ló ở hình kế bên cho cô. Và chúng ta có, đây chính là tia tới. Và các tia ở phía bên đây chính là tia ló. Hai nhỏ hình dạng của thấu kính hội tụ. Quan sát vào hình ảnh thấu kính hội tụ dưới đây, ta thấy thấu kính được làm bằng vật liệu trong suốt, ví dụ như là thủy tinh hoặc là nhựa. Ở phần phía ngoài ta gọi đó là phần rìa và phần phía bên trong đây ta gọi đó là phần giữa của thấu kính hội tụ. Đây là tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính hội tụ. Qua đây các em hãy so sánh độ dày phần rìa với phần giữa của thấu kính hội tụ. Ở ba hình này thì ta thấy ở phần rìa mỏng hơn so với phần ở giữa. Vậy thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần ở giữa. Về ký hiệu của thấu kính hội tụ, để ký hiệu thấu kính hội tụ, các em sẽ vẽ cho cô một đoạn thẳng có hai dấu mũi tên hướng ra phía ngoài như thế này. Đây chính là ký hiệu của thấu kính hội tụ các em nhé. Hai la mã, trục chính, quan tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ. Một nhỏ, trục chính, ký hiệu đó là delta. Trong ba tia tới vuông góc với mặt thấu kính
Thì tên nào không bị đổi phương truyền khi đi qua thấu kính? À, đó là tia ở giữa. Và tia này sẽ trùng với trục chính của thấu kính hội tụ. Và trục chính này chúng ta ký hiệu đó là delta. Trục chính đi qua trung điểm của thấu kính hội tụ và vuông góc với mặt của thấu kính hội tụ. Hai nhỏ quan tâm O là giao điểm của trục chính delta và thấu kính. Đó chính là quan tâm. Tất cả các tia sáng đi qua quan tâm O đều truyền thẳng. Đây. Hay nói cách khác, tia tới đến quan tâm thì tia đó tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Ba nhỏ, tiêu điểm F, F phẩy. Một chùm tia tới song song với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho chùm tia đó hội tụ tại một điểm nằm trên trục chính. Điểm này được gọi là tiêu điểm của thấu kính hội tụ. Và ngược lại, ở thí nghiệm ngược lại thì chúng ta cũng có tiêu điểm. Nhưng mà để phân biệt giữa hai tiêu điểm này thì chúng ta ký hiệu đó là F'. Vậy mỗi thấu kính đều có hai tiêu điểm F và F' nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quan tâm. Và qua đây chúng ta cũng nhận thấy rằng tia tới song song với trục chính sẽ cho tia ló đi qua tiêu điểm. Đây, các em nhìn hình minh họa. Và ngược lại, tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính. Bốn nhỏ, tiêu cự, ký hiệu F nhỏ. Tiêu cự của thấu kính là khoảng cách từ quan tâm đến mỗi tiêu điểm của thấu kính. Vậy, chúng ta có OF bằng OF phẩy bằng F nhỏ, hay còn gọi là tiêu cự của thấu kính. Qua bốn nội dung trên, chúng ta thấy có ba đường truyền đặc biệt của tia sáng, đó là tia tới đến quan tâm O, tia tới song song với trục chính và tia tới qua tiêu điểm. Đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Tia tới đến quan tâm thì tia đó tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Tia tới song song với trục chính thì tia đó qua tiêu điểm. Và cuối cùng tia tới qua tiêu điểm thì tia đó song song với trục chính. Ba la mã vận dụng C7. Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quan tâm O, trục chính delta, hai tiêu điểm F, F', các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này. Trước khi vẽ tia ló của các tia sáng 1, 2, 3, thì các em có nhận xét gì về ba tia sáng này nào? Đúng rồi, ba tia sáng này là ba tia đặc biệt. Tia số 1, đó là tia tới song song với trục chính sẽ cho tia đó qua tiêu điểm. Vậy chúng ta vẽ được tia đó của tia tới số 1. Tiếp tục, tia số 2 đó là tia tới đến quan tâm sẽ cho tia đó tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Vậy là ta vẽ được tia đó của tia số 2. Tia số 3 đó là tia tới qua tiêu điểm và sẽ cho tia ló song song với trục chính. Vậy ta vẽ được tia ló của tia số 3. Điểm giao nhau của ba tia ló này đó chính là điểm S phẩy, hay còn gọi là ảnh của điểm S qua thấu kính hội tụ. Và các em sẽ tìm hiểu kỹ hơn nội dung ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ ở bài hôm sau, bài 43.
C8, thấu kính hội tụ là gì? Để trả lời câu hỏi này, các em cùng nhớ lại kiến thức lúc nãy chúng ta vừa mới tìm hiểu. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần ở giữa. Và do đặc điểm về hình dạng này, người ta còn có thể gọi thấu kính hội tụ đó là thấu kính lôi. Nếu chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ, thì chùm tia đó sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. Một số ứng dụng của thấu kính hội tụ được ứng dụng trong kính thiên văn, trong ống nhòm, trong kính hiển vi, trong máy ảnh và trong kính lúp, vân vân. Đây, các em quan sát. Khi đi phượt hay là đi thám hiểm, chúng ta có thể sử dụng kính lúp để đốt cháy các vật nếu không mang theo bật lửa. Vậy kính lúp đã đốt cháy các vật bằng cách nào? Các em hãy quan sát video bên dưới. Thấu kính lồi có thể tập trung ánh sáng mặt trời vào một điểm ở mặt kia của thấu kính. Sự tập trung quang năng tại một điểm có thể làm nóng và đốt cháy giấy. Thấu kính trong mắt người là thấu kính lồi trong tự nhiên. Chúng ta không nên nhìn thẳng vào mặt trời vì nó có thể làm hỏng mắt vĩnh viễn. Khi tia sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt ta sẽ gây hư tổn cho mắt. Vậy làm cách nào để bảo vệ an toàn cho mắt đây các em? Đúng rồi, để bảo vệ an toàn cho mắt, khi đi ra ngoài trời nắng, các em có thể mang kính râm và chúng ta sẽ đội thêm mũ rộng vành để giúp cản bớt các tia nắng mặt trời, tránh các tia nắng chiếu trực tiếp vào mắt sẽ gây hư tổn cho mắt các em nhé. Nội dung bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hãy viết bài đầy đủ vào và làm các bài tập cô cho các em nhé. Chào tạm biệt các em.